Sau một khoảng thời gian kiên trì tập luyện và chờ đợi cơ hội, cuối cùng Dụ Quang Nho cũng được tạo điều kiện ra sân. Với nhiều người, đây cũng là bất ngờ bởi trước trận đấu với Hải Phòng, cầu thủ 20 tuổi chưa bao giờ thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ. Tuy nhiên, ngay trong lần đầu được tạo cơ hội đá chính, Nho đã thi đấu tốt, trở thành máy quét khó chịu đối với hàng tiền vệ của đối phương. Trong năm vừa rồi thì em cũng được huấn luyện viên trao dồi, được tạo điều kiện và trao dồi cho thi đấu. Nên năm nay thì Hoàng Gia Lai hướng tới một phong cách là chắc chắn hơn. Em cũng không có suy nghĩ nhiều và em chỉ muốn là tập trung trao dồi những kiến thức cần thiết cho một cầu thủ trẻ để có thể có cơ hội được ra sân. Trong năm vừa qua thì em thấy bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn và ít nhất là mình phải học tập thêm cái kinh nghiệm vào sân, kinh nghiệm thi đấu, tâm lý thi đấu. Và em nghĩ em còn thiếu sót là tâm lý thi đấu của em là chưa vững. Em thiếu sót những cái đó và em sẽ cố gắng khắc phục để tiến bộ hơn. Em thì bây giờ thì cố gắng học tập là cái kinh nghiệm thi đấu, với lại là vẫn sẽ luôn trong tư thế sẵn sàng, tại vì V-League thì thi đấu khá là dày đặc nên em sẽ trong một cái tư thế sẵn sàng, thì không bao giờ bỏ cuộc, thì cố gắng tập luyện thêm, nếu mà có cơ hội thì mình sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của ban huấn luyện đưa ra. Đó là sự lạc quan, nỗ lực của tiền vệ người Bình Thuận. Đối với Nho, người đã có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp là người cha của mình. Trong một lần dính chấn thương nặng ở mùa giải trước, khiến cô Nho lỡ mất kỳ SEA Games 30, bố của cầu thủ này đã đi chùa cầu bình an và hứa với lòng sẽ ăn chay cho tới khi con trai bình phục hoàn toàn. Từ đó đến nay, tháng nào ông cũng ăn chay mồng một và luôn dõi mắt hướng theo những bước tiến của Quang Nho. Ở trận đấu gặp BKMX Bình Dương tại vòng 9 V-League 2020, ông cũng cùng cả gia đình di chuyển hơn 5 giờ đồng hồ từ Bình Thuận để cổ vũ cho con trai của mình. Đây là lần đầu tiên tới sân vận động của Bình Dương cổ vũ cho đội Hoàng Gia Lai. Ngày hôm nay là coi như là đi từ Bình Thuận đi bằng xe giường nằm, có một chiếc xe 16 chỗ ngồi nữa. Nói chung thì tới cổ vũ cho Quang Nho của Hoàng Gia Lai mình đã là khoảng trên 100 người. Chú cũng rất là mừng thấy Quang Nho được vô đá chính, chúc rất là mừng. Khi thấy Quang Nho cũng thể hiện rất là coi như là thỏa mãn chú. Chú cũng mong muốn cho con trai của chú là Dũng Quang Nho được coi như là được trận nào cũng được đá chính để có cơ hội vô U22 đội tuyển quốc gia. Ở trận đấu trước và trận đấu này, Quang Nho đều đã thi đấu rất tốt. Trong mỗi buổi tập, Quang Nho đều đã chứng tỏ được mình đối với ban huấn luyện. Và tôi cũng đặt niềm tin đến Quang Nho. Cậu ấy thi đấu rất tốt so với lứa tuổi của mình. Tôi đánh giá rất cao Dũng Quang Nho. Đã có những lần ra sân và Quang Nho cũng đang dần khẳng định mình qua từng cơ hội đó. Chúc cho cầu thủ mang áo số 86 của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ ngày càng trưởng thành hơn, gặt hái được nhiều thành công cùng câu lạc bộ ở mùa giải này. Và xa hơn là có thể cùng U22 Việt Nam chinh chiến tại SEA Games 31.